Rồi xin chào anh em nhé. Đây là máy cắt cỏ pin 36V của hàng Ryobi. Thì hiện tại là em sẽ đi bộ là một máy một pin 6A một sạc. Giá của nó sẽ là 3 triệu nha anh em. Anh em lưu ý là pin 6A nữa nhé. Thì đối với máy này là hiện tại em còn chỉ có 3 cây thôi. Đã bán 5 cây mà bán 2 cây rồi. Thì em sẽ review cho anh Lâm luôn nhé. Thì hiện tại là có 3 cây. Con này là sạch cước. Con này cũng sạch cước. Đó, con này thì xài à, lưới thì tùy vào anh em nhé, anh em có thể lấy con sẽ lưới hay con sẽ cước tùy. Đó, thì máy thì à, rất là đẹp luôn cho anh em này. Đó. thì pin thì em đang để dưới nhà nhưng mà máy em để trên này cho nên là anh em à, lưu ý. thì anh em có thể mua pin à, máy pin sạc với giá 3 triệu một bộ. Và tiếp theo là lô cơ xích 36V hiện tại là em vẫn còn đầy đủ cho anh em này. Là còn uh, 5 6 cây là là cơ xích 36V là dành cho những em nào cưa cây thì anh em quan tâm thì có thể liên hệ em. Đó. Rồi, ok nha anh em. Chủ yếu review cho anh em biết là đang còn hàng uh, cắt cỏ và cơ xích 36V. Rồi, cảm ơn anh em.